Sáng nay kinh cho lên sóng một căn nhà giá rẻ Gò Vấp chỉ có 2 tỷ 2 một trệt một lầu sổ hồng riêng, diện tích 6 mét rưỡi nhân 3 mét rưỡi, và trong một cái thế hẻm là cục an ninh 3 mét rưỡi, khu ủy ban nhân dân quận như hình, dựng được nhiều xe máy trước nhà, xây full hết đất cho nên tổng diện tích sàn sử dụng là trệt 22 mét vuông, trệt lầu là 44 mét vuông, một trệt một lầu. Một phòng ngủ lớn lớn suốt trên lầu và hai nhà vệ sinh. Tầng trệt khá là rộng rãi trên một cái sàn 22 mét vuông cho nên chủ bố trí được salon, dựng được xe thoải mái và phòng khách rất là rộng. Ngoài ra chị vợ ở nhà còn làm thợ may cho nên còn trong cái phòng lồi này còn đặt được máy may và là cái khu may mặc, kéo cái cửa sổ là sẽ có một cái khu làm việc khá là ok cho một cái nhà nhỏ mà vừa có khu làm việc, cửa sổ. Ở bây giờ anh chồng đặt vi tính để làm việc ở nhà luôn, online luôn, khá là ok. Nhà cũng có hệ thống đèn led sáng suốt sạch sẽ, cầu thang đúc, ban công đúc, một trệt một lầu sổ hồng riêng, 2 tỷ 2 tỷ, còn thương lượng cho khách mua nhanh. Hướng tây nam thuộc cung tây tứ trạch, cho một cái căn nhà tọa lạc tại Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã năm khoảng chừng 1 cây rưỡi, tiện đi về các cái quận trên mà không kẹt xe, đi sân bay 10 phút xe máy, đi lên Phú Nhuận Bình Thạnh thì cũng khoảng là 10 phút mà thôi, băng một cái là ra Nguyễn Kiệm, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn hoặc là Phạm Văn Đồng. Rồi đây, cầu thang đoạn dưới đúc, đoạn trên làm gỗ loại không mối mọt, tay vịn gỗ chắc chắn, sàn đổ giả chắc chắn lát gạch và có ngăn lại cái phòng ngủ lớn. Nhà vệ sinh treo ở trên trần và sau đó là cả ta có một cái đây, nhà vệ sinh treo gọn gàng trên cái mái này. Thực ra với kết cấu này thì mình nghĩ là nhà đúc thật cấp 3 bê tông cốt thép, đúc cốt thép thì mới chắc chắn được như vậy. Và một phòng ngủ lớn được ngăn cửa nhôm kính và gắn máy lạnh, ngon nghẻ luôn. Ban công đúc. Quý vị hãy alo cho hotline trên màn hình 0906 943839 đi xem nhà. Hoặc cũng đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông nhận thông báo nhà đất Đoàn Vương trên trang bất động sản Gò Vấp để xem thêm những cái căn nhà khác trong danh sách phát nhà 2 đến 3 tỷ. Đây, nhà rộng rãi, ban công đúc rộng rãi nha quý vị nha, trong một tòa lạc, trong một cái con hẻm an ninh. Nhà nhỏ mà full công năng như thế này thì cũng khá là ok. Mời quý vị tiếp tục xem phim.